Chào tất cả các bạn, bữa nay mình 5 tuổi, bữa nay mình sẽ chơi quả trứng. Bắt đầu mình sẽ biến nha. Ủm bà la, ủm bà la. Ủm bà la, ủm bà la. Yeah! Mình có được 3 quả trứng rồi các bạn ơi. Mình có màu gì nào? Màu hồng. Con khủng long. Màu vàng. Khủng long. Màu xanh nước biển, khủng long luôn. Rồi sẽ mở mở này ra nha các bạn, mở ra nha các bạn. Các bạn đã mở ra được rồi đây. Rồi sẽ mở cái này nha. Này mở cái làm sao? Tập nha. Để mày coi coi. Thấm này lấy ngón tay chọt vào đây nè. Sô la thấy ghê quá. Chỗ này có cái mụn mút ăn. Các bạn mình đã trúng được đồ khủng long. Cái mụn. Mười. Con được các bạn. Mày quay hoài đó. Thế này.